Vâng, xin kính chào tất cả anh em quay trở lại clip tiếp tục của em. Chúc toàn thể mọi người có một thứ hai đầu tuần thật là nhiều năng lượng, sức khỏe cũng như là thành công trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay em quay trở lại làm clip, và cái clip ngày hôm nay là một cái clip vô cùng đặc biệt liên quan tới Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Vinland Game, và liên quan tới những cái việc mà anh em mới comeback trở lại game Võ Lâm 2 mà rơi vào cái tình trạng này. Vì thực sự là tôi thấy là cái tình trạng này nó rất nhiều anh em ạ. Thì ngày hôm nay em có làm cái clip này để cho những anh em mới chơi lại game, trở lại game, hoặc như anh em đã chọn nhầm op của trang bị, đó là trang bị có thể nói là thuộc top trang bị mạnh nhất, đó chính là trang bị phá hồn, để anh em có cái sức sống, anh em có cái niềm tin khi mà chơi lại Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Vinland Game. Ok, thì anh em có thể thấy đây chính là một trong những nhân vật gọi là đã chọn sai op đây anh em. Đây, anh em có thể thấy đây chính là một trong những nhân vật em đã like cho mọi người đổi văn sức 5 rồi đó. Thì arc này chủ arc anh ý anh kích sai mạch là một này, thì em đã chỉnh lại mạch rồi. Thứ hai là anh ý chọn cả văn sức sai luôn. Đây mọi người nhìn thấy văn sức 4 đấy ạ. Đây em sẽ làm, em sẽ sơ lược qua về arc trước anh em nhá. Đây, chọn thân pháp gân cốt kèm độc sát này, rồi tấn công ngũ hằng kháng ngũ hành này, xong rồi lại kháng này. Anh em nhìn thấy là chọn văn sức là nhìn thấy hơi sai sai rồi đúng không ạ? Và đây là xếp văn sức 5 sau khi mà em lên đồ thì em đã chọn lại cho chủ ác rồi. Và anh em có thể thấy đặc biệt là cái xếp trang bị phá hồn, anh em có thể thấy đây, chọn thân pháp sinh lực 60% và tăng sinh lực, ba món đều giống nhau. Cặp ngọc thì chọn thân pháp giảm thời gian thọ thương, đó anh em nhìn thấy sai lầm chưa? Còn cái vũ khí ẩm huyết thì anh em rõ rồi, vũ khí ẩm huyết là cái vũ khí mà nó cố định op rồi, cho nên là không cần chọn anh em ạ. Đây cái vũ khí sát tinh ạ, thân pháp độc sát rồi tấn công khiến nội phòng của địch giảm 300. Vâng, có thể nói là cực kỳ tai hại đúng không anh em? Và nếu như một số với anh em khác ý, nếu mà đã chọn sai op như này thì gần như là vứt cái arc đúng không ạ? Nhưng ở bên Vinland Game nhá, Vinland Game nó có hỗ trợ cho anh em. Vinland Game có hỗ trợ cho anh em. Hỗ trợ cho anh em cái gì? Đó là trang bị pháo hồn hoặc sát tinh. Khi mà anh em chọn sai op thì anh em có thể gửi hỗ trợ Vinland Game để lấy lại. Về cách thức để làm như sau nha anh em. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em để cách thức để làm như sau. Thì như anh em biết là đối với bản Vinland Game ấy, ngày xưa nếu mà ví dụ chọn sai op hoặc là ví dụ đi nhầm đồ hay cái gì đấy thì không được, nhưng bây giờ Vinland Game đã hỗ trợ cho người chơi rồi. Thì anh em chỉ được hỗ trợ về đồ đạc thôi nhá, phá hồn thôi hoặc sát tinh thôi. Còn đối với văn sức thì hiện tại Vinland Game không hỗ trợ cho anh em đổi lại văn sức. Em có đọc được cái thông báo là như vậy. Thì bây giờ anh em có thể thấy hiện tại thì ngày hôm nay em vừa mới mở khóa cái trang bị phá hồn xong anh em ạ. Vâng, rất là tiếc đúng không ạ? Ép tiểu định hồn rồi, xong lại cộng 7 rồi, xong lại khảm đá quý rồi. Nhưng mà vẫn phải đi shop thôi, bởi vì là chọn op nó không theo ý, vẫn phải đi shop thôi. Ok, thì bây giờ em sẽ đi shop đồ và sau đó là nhận lại set trang bị phá hồn cho anh em cùng xem nhé. Nào chúng ta đi shop nhá. Chúng ta đi shop. Anh em có thể shop ở trên trực tiếp đây cũng được, hoặc anh em thả xuống ở shop. Vâng, chúng ta được vài vàng anh em ạ. Thì sau khi mà nhận lại Vinland Game hỗ trợ để nhận lại phá hồn thì anh em sẽ được lại 3 món phá hồn, nhưng mà ở dạng đó là lệnh bài, tức là nó chưa mở khóa, chưa cộng đồ, chưa đục lỗ và chưa khảm đá quý gì cả. Đó, ai gọi đấy? Thì thực sự là cái vấn đề này thì rất nhiều anh em chơi game, bởi vì trong cái thời gian qua thì em nhận được rất nhiều arc của anh em có gửi em, đó là build lại cái arc bởi vì đã chọn nhầm trang bị phá hồn, rồi chọn sai văn sức, rồi đi sai mạch, rồi chọn nhầm cả kim xà nữa, rất là nhiều thứ. Và vậy là em nhận được rất nhiều câu hỏi, vậy là ngày hôm nay em quyết định lên làm clip cho mọi người cùng xem. Đấy, nội dung là như vậy nhá. Ok, thì bây giờ anh em thì thấy bây giờ em sẽ đi shop này, mở khóa rồi, chúng ta shop phá hồn thôi. Hiện tại là 9:55 sáng, em sẽ shop 3 món phá hồn. Ngoài ra thì em shop luôn cả sắt tinh luôn nhỉ, để em thử nhờ Vinland Game chọn lại sắt tinh xem được không nhá. Ok, chọn sắt tinh rồi. Thì bây giờ em sẽ đi gửi hỗ trợ Vinland Game, mọi người chờ một xíu. Ok, thì như mọi người đã thấy, cái hôm trước em có phải gửi hỗ trợ trước, tức là cách thức như sau anh em nhé. Anh em chưa nên shop trang bị phá hồn ngay mà anh em phải gửi hỗ trợ trước. Tức là anh em gửi hỗ trợ, đây ví dụ em có chat với Vinland Game như này này, tên nhân vật này, server này, ngày giờ gặp vấn đề là ngày 30 tháng 9 này. Thì mô tả chi tiết anh em sẽ chat như thế này: khẩn cầu AD hỗ trợ em, em nghỉ game Võ Lâm 2 lâu lắm, thấy server mới thiết hổ ra nên có nạp trục củ và build arc. Thì cái đoạn này chính là cái lời bốc phét của em để Vinland Game họ thương, họ sẽ cho nhận lại trang bị phá hồn. Bởi vì
Vinagame thì thường thường họ hỗ trợ rất là nhiệt tình cho những anh em chơi ở server mới, và đặc biệt là những anh em nghỉ game lâu năm. Đấy. Thì cho nên là anh em chat, anh em copy câu của tôi đi, chat như này đi. Rồi. Nhưng chả may nhận mốc phá hồn thì không biết nên chọn sai option. Do vậy là mong hỗ trợ Vinagame nhận lại 3 món phá hồn, quần áo để tiếp tục em có động lực chơi game. Đó, đó là cái câu mà anh em chat Vinagame. Chào bạn, bạn vui lòng cung cấp thêm hình ảnh phá hồn option vật phẩm liên quan để chúng tôi kiểm tra giúp bạn. Rồi, sau khi mà đây anh em gửi ảnh lên cho Vinagame, và sau đó là sau khi mà Vinagame tiếp nhận hình ảnh rồi và check rồi nhá. Đó, check rồi nhá. Đấy, chọn sai quần áo này. Op em muốn chọn là nội ngoại công tăng, phòng ngự nội ngoại và tốc độ di chuyển, một món là sinh lực 20k. Và sau đó Vinagame nó sẽ trả lời là vui lòng thao tác bán trang bị pháo hồn, tức là bán tạp hóa đấy, và cung cấp thời gian để ban điều hành kiểm tra hỗ trợ lệnh bài khóa cộng không. Rồi, thì bây giờ em sẽ gửi hỗ trợ cho Vinagame, và sau đó là rồi vào download nhá. Đó, anh em sẽ đây Vinagame ơi, à quên, AD ơi, hiện tại đây anh em chat như này cho em. Hiện tại em đã mở khóa và bán 3 món phá hồn cộng lệnh bài vũ khí, đúng không ạ? Cộng vũ khí sát tinh. Vũ khí sát tinh. Vào lúc anh em chat cả thời gian đấy nhá. Vào lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày, anh em chat đầy đủ vào thông tin để Vinagame còn hỗ trợ anh em. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Rất mong ban điều hành của Vinagame hỗ trợ em lấy lại 3 món pháo hồn. Nó áo quần. Áo quần cộng vũ khí sát tinh. Em chân thành cảm ơn. Còn nếu anh em thích chat thêm cái gì nữa cũng được. Khổ lắm. Khổ lắm AD. Bỏ game lâu năm. Bỏ game lâu năm. Vô tình xem clip chim của thằng Tạ Xuân Hinh. Nhưng xem muộn quá nên chọn sai. AD cố gắng giúp em. Hơi dài dòng một tí anh em ạ. Đó, ok. Ok, xong rồi đây, anh em gửi hỗ trợ. Cái gì đây? Chọn hình ảnh của cây cầu à? Rồi, thì chọn thôi. Rồi, anh em xác minh nhá. Chờ một xíu. Rồi, sau đó hiện tại nó chưa thấy đúng không anh em? Thì anh em bấm trở lại cho em. Bấm trở lại cho em. F5 nhá mọi người. Đó, F5 thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có. Đó. Hiện tại đây. Đó, rồi ok. Vậy là ok anh em, thì sau 2-3 ngày chờ đợi mòn mỏi, cổ tôi nó cũng sắp dài như là hươu cao cổ rồi. Thì Vinagame mới hỗ trợ cho mình nhận lại trang bị phá hồn. Anh em có thể thấy rất là lâu, bởi vì là bên Vinagame họ còn phải check, xong rồi họ xác định cái thời gian rồi các kiểu này nọ, thì họ mới cho nhận lại trang bị phá hồn. Và bên Vinagame thì chỉ cho hỗ trợ nhận lại phá hồn chứ sát tinh với cả ẩm huyết thì không cho anh em nhá, mấy cả văn sức 4 nữa. Ok, thì anh em thể thấy là sau khi mình nhận được cái mail thì bên Vinagame họ gửi thông báo về, tức là đã hỗ trợ rồi. Thì đây anh em có thể thấy đây, vẫn kiểu như là vẫn bắt buộc mình cung cấp thời gian để bán phá hồn. Đây mình cung cấp thời gian là 9 giờ 55 phút rồi xong lại bảo là vui lòng kiểm tra lại thông tin chính xác thời gian bán phá hồn. Em cung cấp rồi, bán phá hồn lúc 9 giờ 55 phút ngày mùng 3 đúng không anh em, thì hôm nay ngày mùng 5 thì mới được hỗ trợ. Thì anh em có thể thấy là đây, chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi, và cuối cùng là đây là thông báo cuối cùng đến từ Vinagame, đó chính là hỗ trợ lại nón áo quần khóa cho nhận lại vào ngày mùng 5 tại NDC anh chị chủ phòng máy. Và đọc quan trọng là cái lưu ý anh em nhé, dòng hỗ trợ VIP ở NBC chỉ hiển thị trong ngày, tức là qua ngày sẽ không hỗ trợ lại.
Tức là nếu mà anh em ngày mai anh em nhận ấy thì là Khôi coi như là không nhận được nữa đâu anh em ạ, chỉ hỗ trợ đúng một lần duy nhất thôi, cho nên anh em chú ý để ý cái Gmail một tí nhá. Thường thường là sau 2 ngày thì sẽ nhận được cho anh em. Ok, thì bây giờ em sẽ quay trở lại game. Đúng ạ, quay trở lại game mà chúng ta sẽ thao tác đi nhận thôi. Ok, bây giờ thì mở khóa. Rồi, chúng ta nhận thôi anh em ạ. Hôm nay ngày mùng mùng 5 rồi, đúng không ạ? Mùng 5 rồi. Chờ em xíu nhá. Bát nhã chứng thư. Rồi. Vòng thái hư anh em đục bát nhã. Hên xui dòng nguyệt hoa chi tinh hoặc là quẻ thái hư. Ok, thì đây anh em thấy thấy là mình đã có mặt tại chị chủ phòng máy đây rồi. Anh em nhìn thấy dòng hỗ trợ VIP đúng không ạ? Hỗ trợ VIP kích vào và chúng ta sẽ nhận được. Và chỉ có một lần thôi anh em nhé. Rồi, nhận hỗ trợ rồi, sẽ không nhận được nữa. Thì quần áo với cả đầu đúng không ạ? Quần áo đầu. Ok, bây giờ em sẽ chọn nhá. Chọn lại. Vì chọn sai cho năm độc mà. Chọn ngoại công đây. Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại anh em nhé, nội ngoại công tăng 5%. Và chọn tốc di chuyển. Thật ra thì cái này đối với năm độc ấy, chọn tốc cũng được. 40% ngoại công. Rồi. Cái áo cũng tương tự như vậy anh em ạ, phòng ngự nội ngoại. Và cái áo em chọn sinh lực nha mọi người nhá. Sinh lực. Rồi ok. Còn lại cái quần. Quần thì tiếp tục chọn. Chọn sinh lực tiếp anh em ạ. Nội ngoại này. Và sinh lực 20k. Rồi ok, vậy là đã xong xét phá hồn rồi. Đó. Đeo thôi. Đeo thôi anh em. Nó kích đam cho nó to đúng không ạ? Ok, lên bắt sức 5 rồi. Vãi đấy nhá. Và như anh em có thể thấy là sau khi mình nhận lại thì cho nhận lại lệnh bài sẽ mất hết đá quý khảm đục lỗ cộng đồ anh em nhá. Đó. Hôm trước thì mình có số cái sát tinh nhưng mà Vina Game họ không cho nhận sát tinh, họ chỉ cho nhận phá hồn thôi. Ok, thì clip của mình dừng lại tại đây. Một lần nữa thì cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi. Hẹn anh em ở các cái video tiếp theo. Nếu mà anh em có cảm thấy clip hay thì hãy để lại ủng hộ cho một like nhá. Hỏi mọi người nhiều và chúc mọi người có một buổi chiều tối thật là nhiều niềm vui. Ok, bye bye anh em nhé.